Kính mời quý khán thính giả đón xem vở bi hài kịch Còn một ngày để sống do Đoàn kịch Trần Hùng Entertainment trình diễn. Chương trình sẽ được trực tiếp truyền hình trên các hệ thống của SBTN, SBTN Direct TV, National Cable, SBTN Go toàn cầu, SBTN địa phương 57.22 Los Angeles Orange County vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023. Quý khán giả khắp nơi có thể gọi vào cho đài truyền hình SBTN ngay từ bây giờ hoặc trong ngày trực tiếp truyền hình để hỗ trợ về mặt tài chính cho chương trình. Điện thoại 714-636-1121, 714-636-1121. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý khán giả. Xin thân ái kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, lại rất vui được quay trở lại để cùng tiếp chuyện với quý vị trong chương trình hội luận nhận định thời cuộc hôm nay. Và kính thưa quý khán thính giả, cùng với chúng tôi vẫn là vị khách quen thuộc, đó là bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Chào anh Bình, và xin anh gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Chào bác sĩ và kính chào quý khán giả trong một cái cuối tuần lễ độc lập 4 ngày để có được 4 ngày nghỉ. Đúng thế. Vâng, đó là những vị nào mà Hoa Kỳ, chứ còn lễ độc lập này nó không ở những nước khác hay là Việt Nam thì cái chuyện đó mình không chúc được. Vâng, kính thưa quý khán giả, nội dung một ngày hôm nay của chúng tôi liên quan tới Ukraine. Và kính thưa quý vị, trong lúc mà cái cuộc chiến, cái cuộc phản công của Ukraine hàng ngày vẫn còn khốc liệt, thì nó có một cái sự kiện xảy ra phải nói rằng là chấn động của cái guồng máy lãnh đạo của Nga. Đó là cái cuộc nổi dậy của cái lực lượng lính đánh thuê Wagner. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để tìm hiểu về cái sự kiện này và đồng thời những hệ lụy của nó trong tương lai như thế nào, cái vai trò của Wagner đối với lại các quốc gia mà nó hiện giờ đang có cái hoạt động như là Syria, như là Mali hay là Trung Phi vân vân. Để bắt đầu thì trước tiên tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ đến quý khán giả cái tin tức liên quan tới cái sự kiện nổi dậy của cái nhóm Wagner, thưa anh. Tổng cộng thì nó diễn ra trong vòng 24 tiếng. Và buổi chiều ngày thứ sáu vừa rồi thì ông Prigozhin sau nhiều cái lời cảnh cáo trước đây quyết định đưa quân về. Cái đoàn quân đi suốt trong ngày thứ bảy gần đến Moscow, nhưng mà rốt cuộc thì sau nhiều cái cuộc thương lượng dọc đường thì ông quyết định là ngưng quân lại. Và kể từ đó thì kể như là Prigozhin bây giờ là người lưu vong rồi, sống ở lại Belarusia. Nguyên nhân mà sâu xa của nó đó thì là với cái thế của cái lực lượng Wagner ở Bakhmut. Theo như Prigozhin có chính ông tuyên bố thì trong vòng đã tuyên bố từ tháng trước rồi, từ ngày mà trận đánh Bakhmut nó bắt đầu đến giờ đó, trong 6 tháng họ đã mất khoảng chừng 20.000 quân, hơn 20.000 quân trong trận chiến ở Bakhmut thôi. Và tới bây giờ thì lực lượng Wagner nó cũng không thể tiến thêm được cái gì nữa. Và trong cái kế hoạch phòng thủ của Nga thì có vẻ như là họ sẽ thí cái lực lượng này ở Bakhmut luôn. Cho nên trước hay sau gì thì Wagner cũng không còn nguyên vẹn như là hồi trước cuộc chiến nữa. Cho nên ông Prigozhin, và cái thế của Prigozhin bây giờ có trở về Moscow trước khi cái cuộc chiến biến này xảy ra, cho dù cũng có quay trở lại Moscow mà sau cái thất bại ở Bakhmut thì trước sau gì Putin cũng sẽ kể như sẽ thí Prigozhin luôn, không còn tương lai nữa. Cho nên ông chỉ còn cái con đường một là nghỉ, hai là phải làm tới luôn, và ông chọn con đường làm tới. Vâng, cảm ơn cái tóm tắt vừa rồi của anh. Có lẽ chúng ta lùi lại một tí để giải thích cho những quý khán giả nào chưa rõ về sự việc. Tức là cái chuyện này nó xảy ra khoảng một tuần trước đây, và quý khán giả cũng rõ trong chương trình của chúng tôi thường nhắc đến cái mối xung đột giữa cái lực lượng Wagner mà lãnh tụ là Prigozhin với cái Bộ Quốc phòng của Nga, tức là hiện nay là ông Bộ trưởng Quốc phòng là Shoigu đó. Thì nó có rất nhiều những cái vấn đề đụng chạm với nhau trong suốt thời gian vừa qua. Và chuyện gì đã xảy ra trong cái ngày tối thứ sáu tuần trước đó khiến cho ông Prigozhin nó phải lấy cái quyết định là quay trở lại nước Nga, chiếm cái khu vực gọi là tổng hành dinh Rostov, rồi sau đó là đưa quân tiến về Moscow. Anh có thể giải thích rõ hơn để quý khán giả của chúng ta được rõ. Theo Prigozhin nói thì cái biến cố trực tiếp luôn, giọt nước làm tràn ly á, là nó xảy ra một ngày trước đó. Cái lực lượng Wagner ở Bakhmut nó bị pháo kích bằng hỏa tiễn Nga. Thì ông Prigozhin ông tố, ông nói là bên phía quân đội Nga họ trả thù lực lượng Wagner. Là vì trong cả tháng nay ông đã lên TV, trên YouTube nhiều lần ông kêu phải cách chức ông Bộ trưởng Quốc phòng và ông tướng Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga.
và tư lệnh cái mặt trận ở Ukraine. Thì ông đã kêu hai ông này, đích danh hai ông này ra và tố hai ông này cái tội tham nhũng, ăn chặn lương thực, đồ tiếp liệu của lực lượng Wagner. Và ông kêu Putin nhiều lần rồi là phải cách chức hai ông này. Thì đến cái ngày 23 vừa rồi, có biến cố là pháo kích vô lực lượng Wagner. Thì ông Prigozhin ông nói là ồ, đây là rõ ràng là họ đang trả thù chúng tôi không còn sự chọn lựa nào nữa, nên chúng tôi phải kéo quân về để mà lật đổ hai ông tướng này. Chứ thật ra ông chưa bao giờ kêu gọi lật đổ ông Putin. Thì đó là cái giọt nước làm tràn ly về mặt chính thức. Nhưng bên trong đó, thì sau một tuần lễ có rất là nhiều các tờ báo, nhiều nguồn tin bên các báo Mỹ họ cho biết thêm cái chi tiết về kế hoạch của ông Prigozhin. Thì có lẽ nó có một cái kế hoạch là sẽ bắt cóc hai ông tướng này trong cái chuyến mà hai ông này đều đến thành phố Rostov ở miền Nam nước Nga, đó là Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam. Trong một cái cuộc mà đi thăm quân thì ông Prigozhin mới tính là cùng với lại cộng tác một số nhân tướng ở cái căn cứ đó bắt sống hai ông tướng này và dùng hai ông tướng này làm áp lực với ông Putin, bắt phải cách chức cả hai ông này luôn, thay thế bằng cái người mà ông muốn. Kế hoạch nó bị lộ ra, hai ông tướng này không có mặt ở thành phố Rostov. Và cái chuyện mà pháo kích vô trong lực lượng Wagner đó, nếu đúng thì có thể là một phần trong cái kế hoạch là thanh toán lực lượng Wagner ngay ở tại Bakhmut luôn. Ông Prigozhin ông biết được kế hoạch đó, cho nên ông phải ra tay bằng cái plan B, đó là đưa quân về Rostov, chiếm căn cứ ở Rostov, rồi sau đó từ đó kéo quân lên Moscow, đi được 2/3 đường thì ngưng lại. Có lẽ cái lý do trực tiếp đó là thứ nhất, ông cần có một cái lực lượng ở ngay tại thủ đô. Hầu hết những cuộc đảo chính mà thành công phải có một hai cái cánh quân từ bên ngoài đánh vô, bên trong phải ra tay, mà bên trong thành phố Moscow không có một cái lực lượng đồng minh với ông, không có cái người nào mà đã hẹn là sẽ ra tay với ông thì không xuất hiện. Thứ nhì là người dân của Nga họ cũng không có xuống đường ở Moscow để họ ủng hộ cho đoàn quân này, vì sợ hay là vì chính họ cũng đã nghi ngờ ông Prigozhin. Thì thiếu hai yếu tố đó, với cái lực lượng của Wagner không có đủ để mà làm đảo chính. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái sự kiện chung đó, thì quý khán giả chắc cũng đã rõ là cái việc mà kiểm soát thông tin và nhất là phê phán chính phủ Nga đó hay là Bộ Quốc phòng Nga đó, nó là cái điều tối kỵ. Thậm chí là người dân Nga nếu mà nói cái cuộc mà tấn công qua Ukraine đó là chiến tranh đó là có thể bị ngồi tù rồi. Trong khi đó chính cái ông Prigozhin này đó đã nhiều lần trong quá khứ, phải nói là khoảng 2 tuần lễ trở lại đây đó, là ông ta thường xuyên hàng ngày lên tiếng nói về những cái sai lầm của quân đội Nga, nói về những cái vấn đề yếu kém của lãnh đạo vân vân. Và cái lý do mà tôi muốn đưa ra ở đây đó là anh nghĩ như thế nào, tại sao một cái người giống như Prigozhin lại có thể làm được một cái việc công khai chống lại cái Bộ Quốc phòng Nga đến như thế, mà cho đến khi mà ông ta nổi lên nổi dậy đó thì vẫn không có một cái sự, không có một cái biện pháp gì liên quan tới ông ta cả. Trước khi ông dẫn quân về Nga đó thì ông còn ở Bakhmut, là một người tướng ở địa đầu mà ở cái chỗ nguy hiểm nhất, cho nên Putin không thể làm gì ông, là vì không có muốn làm hư cái mặt trận ở Bakhmut. Dù sao là quân chính quyền Nga thì không dám vô đó, phải dùng đến lực lượng Wagner. Cho nên cái ngày nào mà ông còn ở Bakhmut thì ông được tự do ông nói. Và ông cũng biết cái làn ranh đỏ là không có trực tiếp tấn công Putin, mà chỉ chửi mấy ông tướng thôi. Cho đến lúc mà nó, cái việc chửi đó, thì nó phải dung túng được. Nhưng mà cái chuyện mà âm mưu để mà ra tay bắt hai ông tướng gọi là đối với Putin cũng không chấp nhận được. Thành ra một khi mà đã bắt tay vô làm cái chuyện gọi là có mưu đồ, muốn tạo một cuộc binh biến, cho dù nó ở thành phố Rostov hay là ở Moscow nữa, đã tạo binh biến tức là có chuyện lớn rồi. Thì kế hoạch đó mà nó lộ ra, nếu mà nó thật như vậy, thì không còn đường nó lựa chọn nữa. Thì ông này chỉ là một là tiến lên, hai là phải đi lưu vong. Có cái điều mà các nhà quan sát phương Tây đó, khi mà họ nhìn vào cái câu chuyện này đó, thì họ thấy là khi mà Prigozhin đem quân từ Bakhmut đi về cái thành phố Rostov đó, là cái nơi mà gọi là tổng hành dinh của cái lực lượng chiến tranh mà ở bên Ukraine đó, thì không hề có một cái sự chống đối nào cả. Thậm chí là ông ta vào thẳng ngay trong cái bộ tư lệnh và ngồi nói chuyện với các tướng ở trong đó mà không ai thắc mắc gì cả, không có vấn đề gì xảy ra, không có chuyện nổ súng gì hết. Và khi ông ta đưa cái đoàn quân đi về hướng Moscow đó, thì chỉ có một vài cái chuyện chống cự lẻ tẻ mà thôi. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là anh nghĩ như thế nào, liệu trong nội bộ của cái Bộ Quốc phòng Nga đó có cái lực lượng nào đã chống lưng cho Prigozhin hay không, khiến cho ông ta có thể làm một cái việc mà biết rằng là
đây là một cái việc làm mà đi là sẽ không quay trở lại được nữa rồi. Anh nghĩ sao? Ở Việt Nam mình á, thì trong thập niên 60 có rất nhiều cuộc đảo chính, cho nên người Việt Nam cũng quen với là cái chuyện đảo chính. Và mình thấy là, và cũng như trên khắp thế giới, cái cuộc đảo chính mà nó thành công là, một là nó có một cái lực lượng nòng cốt ở ngay trong thủ đô ra tay liền. Hai là nếu mà nó ở xa về thì nó phải là một cái lực lượng rất là cơ động, ví dụ như là quân, những cái đơn vị dù bay một cái là đến thủ đô liền để kiểm soát tình hình. Trường hợp này có một cuộc hành quân kéo dài cả ngày luôn, mà dọc hết con đường đại lộ chính của Nga, đi từ biên giới phía nam mà đi lên đến thành phố Moscow, đi cả ngày chưa tới mà. Cho nên ông Prigozhin á, ông không phải là cái người mà mới đi lính ngày đầu, ông biết được cái cuộc hành quân này tự nó không sẽ không thành công đâu, phải có một cái sự tiếp ứng nào đó ở trong thành phố Moscow nếu nó muốn thành công. Như vậy thì ông phải được một cái lời hứa của một tướng nào đó ở Moscow. Và những cái người mà bị nghi ngờ nhất ngay cả chỗ là ông Surkovin, là cấp trên của ông Prigozhin, là phó tư lệnh của mặt trận Ukraine. Và ông đó thì cho đến ngày hôm nay, trong suốt một tuần sau cái cuộc chính biến đó, trong 6 ngày liên tục, ông chưa xuất hiện lại ở ngoài công chúng. Cho nên hầu hết, và trong đó có tờ Moscow Times cũng nói là ông này đã bị bắt từ buổi chiều ngày thứ Tư rồi, và đang bị cô lập, bị thẩm vấn. Gia đình của ông thì không xác nhận, nhưng mọi người đều nghi ngờ ông này là vì ông vừa là phó tư lệnh của mặt trận ở Ukraine, ông cũng có quan hệ tốt với ông Prigozhin, mà ông Prigozhin thì chưa bao giờ lên tiếng chửi ông hết. Nếu mà Gerasimo bị cách chức thì ông này sẽ lên thế làm tư lệnh mặt trận Ukraine, cho nên ông là người đối tượng mình nghi ngờ. Và có theo các báo bên Tây Phương nói thì có lẽ ông này không biết được cái kế hoạch của ông Prigozhin. Ông có hứa tham gia hay không thì không biết, nhưng ông biết được kế hoạch đó mà không nói thì đương nhiên cũng là một cái tội lớn. Vâng, qua những cái sự kiện vừa nêu, thưa quý khán giả, chúng ta có thể thấy được là ngay trong cái guồng máy lãnh đạo của Nga đó, nó đã có vấn đề. Và cái mâu thuẫn của từng cá nhân hay là mâu thuẫn của các cái lực lượng đằng sau đó, nó cũng lại là cái chuyện lớn mà nó kỳ này nó đã bộc lộ ra. Cái việc mà cái lực lượng Wagner đó, họ làm cái chuyện mà gọi là nổi dậy như thế này đó, chắc chắn nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái vấn đề tiến thoái lưỡng nan cho Putin. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình hội luận ở đây, và khi quay trở lại, chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ hơn nữa về cái vai trò của Wagner trước đây và cho đến bây giờ như thế nào ở tại cái cuộc chiến ở Ukraine cũng như là các nơi khác trên thế giới, và sau cùng liệu cái vị trí của Putin có còn được vững vàng như trước đây nữa hay không. Xin là cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tiếp tục cái câu chuyện liên quan tới cái cuộc nổi dậy của cái lực lượng lính đánh thuê Wagner mà Putin đã sử dụng trong suốt cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Cái việc mà chúng ta muốn tìm hiểu rõ hơn ở đây là lý do gì mà Wagner lại được sử dụng, và chúng ta đều biết đó, đây là cái lực lượng mà lại tỏ ra là chiến đấu hiệu quả nhất, thiện chiến nhất so với lại cái lực lượng chính quy của Nga. Thế thì Putin đã dùng Wagner như thế nào? Và lý do gì mà ông ta lại mở đóng ngoặc kép, nuôi ong tay áo cho đến ngày hôm nay, để rồi có thể dẫn đến cái tình trạng bị tạo phản? Thì xin mời anh Bình có thể cho ý kiến. Lực lượng Wagner được lập ra vào năm 2017. Prigozhin là một người mà trước đây thì chưa bao giờ có kinh nghiệm đi lính gì hết. Chỉ là một cái người thân tín của Putin và lo cung cấp đồ ăn cho Putin. Nó được lập ra để giải quyết một cái nhu cầu của quân đội chính quyền Nga, cũng tương tự như là quân đội Mỹ trong một thời gian mà đóng ở Iraq cũng như là Afghanistan. Có nhiều chuyện mà quân đội chính quyền không làm được thì họ phải giao cho những cái đơn vị độc lập, những người mà như theo luật Mỹ gọi là independent contractor, tức là họ là những cái đơn vị nhận cái hợp đồng đó, làm cái công tác đó lấy tiền, chứ không có mặc quân phục của Nga, không có dùng cờ của Nga.
Cho nên ở những cái vùng như là Syria, ở một số nước ở Phi Châu, có những chỗ mà quân đội chính quy của Nga không có tiện xuất hiện. Và có những chuyện mà quân đội chính quy của Nga không thể công khai làm, thì cái lực lượng này nó làm giùm. Cho nên nó là cái đội quân đánh thuê của Putin, chính xác là vậy. Bên trong nước Nga, thì nếu mà cần, thì Putin sẽ dùng nó để mà, đây là một cách để mà kiểm soát quân đội chính quy của Nga luôn. Thì hầu hết cho đến trong 5 năm đầu, hầu hết những cái hoạt động của nó là ở ngoài nước Nga, chứ chưa bao giờ nó được một cái cuộc, nó được một cái công tác gì bên trong nước Nga. Họ được gửi qua Syria là một, rồi sau đó gửi qua một số những nước ở Phi Châu, ví dụ như là Mali. Nó có những cái vụ mà đảo chính hụt, có nội chiến, có những chỗ mà quân phiến loạn nó làm loạn lên, khủng bố Hồi giáo nó cũng có nữa, mà chính quyền ở đó không có giải quyết được, thì họ cần một cái lực lượng để bảo vệ cho họ. Thay vì mà những nước đó là đồng minh, những chính quyền ở đồng minh của Nga, thì thay vì quân đội Nga phải được gửi qua bắt công, thì ông Putin ông giao lại cho Wagner ký hợp đồng trực tiếp với chính quyền ở địa phương luôn, trả tiền, chính quyền nó trả tiền thẳng cho Wagner. Những chỗ nào mà có mỏ vàng, mỏ kim cương thì Wagner được mà lập công, thì chính quyền họ dùng cái đó để họ trả công cho Wagner luôn. Cho nên đây là một cái dịch vụ làm ăn rất là có lời giữa ông Prigozhin và ông Putin. Thì lực lượng được nuôi trong 5 năm. Đến lúc mà chiến tranh Ukraine xảy ra, quân chính quy bị thiệt hại nặng quá, thì Putin mới kéo Prigozhin trở về nước, kéo quân Wagner về, và mở cửa ra cho cái lực lượng Wagner nó được tuyển mộ lính ở ngay tại nước Nga luôn. Thì trong đó có những người tù hình sự mà nếu tình nguyện đi lính cho Wagner thì được giảm án chẳng hạn. Thì Wagner trong một năm vừa rồi, ông Prigozhin ông ấy từ một cái lực lượng đánh thuê nước ngoài, ông ấy xây dựng lên thành một cái lực lượng mấy chục ngàn quân, thành một cái lực lượng xung kích cho Putin ở Ukraine. Và trong cái trận Bakhmut thì họ là cái lực lượng xung kích đó, họ lập công lớn ở trong đó, cũng bị thiệt hại nặng lắm, hơn 20.000 quân. Cho nên ông Prigozhin ông nhìn thấy cái tương lai, nếu mà còn ở lại Bakhmut thì sẽ bị thiếu quân thôi, và Wagner cũng không còn gì nữa sau cuộc chiến này. Đến lúc mà ông chịu không nổi, không phải quay ra phản là Putin. Vâng, cảm ơn cái giải thích vừa rồi của anh. Và thưa quý khán giả, chúng ta cũng rõ đó, là một cái người mà độc tài như Putin đó, thì ông ta không bao giờ tin vào ai cả. Cho nên trong cái hàng ngũ quân đội đó, có bộ trưởng quốc phòng vân vân và vân vân đó, nhưng mà tất cả cái lực lượng này đó, Putin cũng dè chừng, là vì trao nhiều quyền quá cho cái bên bộ quốc phòng đó, thì họ có thể làm đảo chính. Và vì vậy cho nên cái lực lượng Wagner này đó, nó được đỡ đầu bởi cái lực lượng an ninh của Nga. Và đó nó là một trong cái chi tiết. Để bổ túc thêm cái điều mà anh Bình vừa mới nói đó, là nó được thành lập từ năm 2014, và đây là chính là cái lực lượng mà chiếm Crimea trong cái thời gian mà Nga xu quân sang Crimea. Nhưng mà đây là cái lực lượng không mặc, nó gọi là lực lượng xanh, nó tức là mặc quần áo màu xanh, không có mang phù hiệu của Nga. Và đó chính là lực lượng đầu tiên để mà giải quyết cái chuyện ở Crimea, và cũng là cái lực lượng mà đã đánh ở tại hai cái thị trấn ở phía đông của nước Ukraine đó, ở vùng Donbass đó. Cho nên nó có cái mối liên hệ ngay từ đầu. Nào, bây giờ cái vấn đề mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây đó, giống như anh nói hồi nãy đó, là Putin dựng ra một cái lực lượng mà nó có cái khả năng làm được một số việc, và thậm chí còn vượt qua cả cái công việc mà Bộ Quốc phòng của Nga có thể làm. Cho nên đây cũng là một trong những cái cách mà Putin dùng để mà đối trọng với lại bên Bộ Quốc phòng. Nhưng mà rõ ràng là phù thủy Putin đã tạo ra âm binh Wagner, và đến khi mà cái con âm binh này nó không được điều khiển được nữa đó, thì nó trở thành cái mối lo. Và vì vậy cho nên nó dẫn đến cái tình trạng mà chúng ta biết ngày hôm nay. Cái câu hỏi được đặt ra tiếp tục ở đây đó là Nga, chính Putin đã chính thức xác nhận là cái lực lượng Wagner này đó là nhận tiền của nước Nga. Và đây là cái điều mà chưa bao giờ trước đây Putin đã nói, và điều đó chứng tỏ là đây là cái tổ chức do Nga dựng ra. Và nó có một cái hệ lụy đi tiếp đó, là có thể sẽ bị rơi vào phân loại là cái quốc gia khủng bố, vì đã tiếp tay cho cái đám khủng bố này. Trong cái hoàn cảnh này đó, thì trước tiên chúng ta tìm hiểu xem cái vai trò của Wagner trong tương lai như thế nào. Ở tại Ukraine thì đã đành, họ đã làm xong cái nhiệm vụ của họ ở Bakhmut, nhưng mà còn ở những nơi khác thì sao? Vì hiện nay hầu như là cái quyền lợi của Nga ở tại Syria, ở tại Mali, ở Cộng hòa Trung Phi, ở Mozambique, Phi Châu đó, phần lớn là được mang, tức là cái quyền lợi đó được cái lực lượng Wagner này họ là thực hiện cho. Thế thì trong tương lai liệu nó có giá trị gì nữa hay không?
Và Prigozhin, chúng ta được biết là trước giờ là một cái người gọi là thân tín của Putin, ngày hôm nay rơi vào cái tình trạng này thì liệu tương lai nói chung của Wagner nó sẽ như thế nào? Anh có ý kiến gì không? Bây giờ họ cứ như là rắn bắt đầu. Ở mỗi nước đó thì họ có vài ngàn quân. Ở những cái chỗ mà họ đang đóng quân đó, thì cái người chỉ huy ở ngay cái nước đó chỉ còn hai cái giải pháp thôi. Một là bên Nga họ sẽ gửi người qua tiếp thu và cái lực lượng Wagner sẽ bị gia nhập vào cái quân đội chính quy. Hai, nếu họ có gan thì họ mà có khả năng thì họ có thể liên lạc thẳng với cái chính quyền ở địa phương đó để đầu quân luôn với chính quyền đó. Với điều kiện là chính quyền nó dám thu nhập họ mà không có sự đồng ý của Nga. Thì trường hợp như là Syria, chính phủ Syria có lẽ sẽ không dám thu nhập lực lượng Wagner, nhưng mà ở Mali có thể. Và những cái chính quyền ở Phi Châu họ độc lập hơn và họ cần những cái lực lượng Wagner này thì có thể họ sẽ có những hợp đồng làm ăn riêng. Trở lại còn trường hợp của Prigozhin á, thì đã đi đến Belarus á, trở như là một tù người tù bị giam lỏng rồi, tại vì chính phủ Belarus có thể bán đứng ông cái lúc nào. Cũng trong cái câu chuyện chúng ta vừa nói đó thì rõ ràng là Wagner đó nó có một cái vai trò đặc biệt của nó ở các quốc gia bên ngoài. Mà chính cách này vài hôm đó, ngoại trưởng Lavrov của Nga đó đã tuyên bố đó là các cái lực lượng Wagner này họ sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ của họ, không có gì thay đổi cả. Thì đó là cái chuyện mà mình sẽ chờ xem như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là tất cả các cái nhóm này đó đều được lãnh đạo bởi Prigozhin, và ít nhiều gì trong suốt hơn gần 10 năm vừa qua đó thì cái tương quan giữa Prigozhin với các cái nhóm này đó hẳn nó cũng khá là mật thiết, cho nên chưa bao giờ chúng ta trông thấy có cái hiện tượng mà ngay trong nội bộ của Wagner mà lại xào xáo với nhau. Và vì vậy cho nên thay một lãnh tụ như thế này nó quả nó là một vấn đề. Thì cái câu hỏi được kế tiếp mà tôi muốn mình có thể thảo luận ở đây đó, người ta nhìn thấy cái hình ảnh của ngày hôm nay, người ta trông thấy nội bộ của nước Nga đó đang có vấn đề, và người ta cũng trông thấy cái ông tướng không quân mà được xem như là chống lưng cho Prigozhin đó thì hiện nay không thấy xuất hiện nữa, mà có tin đồn là đã bị bắt. Cái vấn đề mà nghi ngờ của Putin chắc chắn là nó có. Thế thì người ta nói rằng đây nó là cái điểm khởi đầu của một sự kết thúc, tức là the beginning of the end. Anh có tin được như vậy không đối với Nga? Người ta đã nói vậy hơn một năm rồi và chưa thấy cái dấu hiệu gì sẽ chấm dứt. Thì cả một năm nay toàn là những tin gọi là bất lợi cho Putin, từ ngoài mặt trận vô cho đến nội tình nước Nga, mà Putin vẫn sống sót được, màn cũng lớn lắm chứ phải không. Cho nên cái biến cố này thì cũng thêm một lần nữa, nó có hai cách nhìn. Nó sẽ đương nhiên là nó không có cái gì là tin vui của Putin hết, nhưng mà ông sẽ tìm cách chứng minh ngược lại với người dân Nga là cái màn của tôi lớn, không hà được tôi. Thì chắc chắn sẽ có một cuộc thanh trừng trong quân đội Nga. Tính từ trên xuống dưới, có hai nhân vật mà bị nêu đích danh ra ngay từ đầu. Ông Prigozhin, ông cứ đòi phải cách chức hoài, ông Bộ trưởng Quốc phòng là ông Shoigu, và ông Tổng tham mưu trưởng Gerasimov, và cũng là cái người tư lệnh mặt trận ở Ukraine. Thì nó có một cái hiện tượng lạ trong tuần vừa rồi sau cái cuộc chính biến này. Ông Shoigu thì xuất hiện với Putin trong những cái buổi lễ sau đó, trong cái buổi lễ mà cảm ơn cái lực lượng an ninh đã bảo vệ Moscow. Cho nên Shoigu bây giờ là thấy an toàn và cũng không có dấu hiệu cho thấy là ông muốn làm phản Putin đó. Còn một người mà bị nêu danh ra và đòi bị cách chức mà sau đó rồi cũng không có xuất hiện nữa, đó là ông Gerasimov, cũng là tư lệnh mặt trận ở Ukraine đó. Trong 6 ngày, nếu mà biến cố như vậy nó xảy ra ở Mỹ hay là ngay cả ở Việt Nam sau những cuộc đảo chính này, thì thường thường cái người Bộ trưởng Quốc phòng và người Tổng tham mưu trưởng sẽ xuất hiện ra liền trong một cuộc họp báo liên tục luôn từ sáng đến tối để chứng tỏ với mọi người là chúng tôi đang, thứ nhất là chúng tôi trung thành với Tổng thống, thứ nhì á, là chúng tôi đang trực tiếp chỉ huy quân đội để trấn an cái lòng dân và lòng quân nữa. Thì ông Tổng tham mưu trưởng lại biến mất trong vòng 6 ngày như vậy. Cho nên nó cũng có nhiều tin đồn nói là một, ông cũng đang bị tình nghi, đang bị cô lập. Hai á, là có thể Putin cũng chán ông này rồi và ông thất bại trong cái chuyện là không có kiểm soát được tình hình. Cho nên cũng có thể là trong số những người mà sẽ bị thanh trừng sắp tới. Nó cái biến cố này còn cho thấy một cái vấn đề lớn của lực lượng an ninh Nga là tại sao không biết tin được trước. Và đối với Putin là một người mà xuất thân là một sĩ quan trong ngành an ninh của Nga nữa, mà cái thất bại và tình báo như vậy thì đối với trong nghề ông cũng mất mặt lắm. Quân đội Nga đó thì có vấn đề lớn là tại sao lại để cho một cái đoàn quân nó đi từ Bakhmut, nó đi về biên giới và rồi sau đó từ dưới biên giới đi lên gần tới Moscow luôn.
sẽ để yên cho nó đi như vậy. Cho nên đó là hai cái lỗ lớn mà Putin phải, một là có tay trong đồng lõa với ông Prigozhin, hai là có những người mà vô trách nhiệm, là không làm tròn trách nhiệm. Cho nên đoán là sắp tới thì có lẽ phải có 4-5 tướng sẽ bị thanh trừng. Vâng, cảm ơn cái phần đóng góp của anh. Và kính thưa quý khán giả, chúng ta đã thấy là cái biến cố vừa xảy ra hơn một tuần đó, nó đã cho thấy rõ là cái guồng máy lãnh đạo về mặt chính trị cũng như là quân đội của Nga nó đang gặp khủng hoảng. Và cái thành phần được gọi là thân tín nhất của Putin đó, tức là Prigozhin, là chuyên môn là cái lực lượng đánh thuê mà được đi vào những cái chiến trường gọi là khốc liệt đó, thì ngày hôm nay bỗng dưng lại đứng lên làm cái chuyện mà lật đổ cái bộ quốc phòng. Nói tóm lại đó, nó đang tạo ra cho Putin một cái thế tiến thoái lưỡng nan hết sức là khó khăn. Và giải quyết thế nào cho cái vấn đề êm thấm của nội bộ, và quan trọng hơn cả đó là làm thế nào để có thể trấn an được những người lính mà hiện giờ họ đang ở tiền phương và họ đang gặp cái sự gọi là phản công của Ukraine. Đấy nó là cái vấn đề. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi cái câu chuyện này và sẽ mang đến quý vị những tin tức mới nhất liên quan tới cái tình hình nội chính ở tại Nga cũng như là cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới.